Xin chào tất cả các bạn, mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Số điện thoại của mình là 0987829002. Số điện thoại này mình dùng cho cả Zalo và Facebook các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay giới thiệu với các bạn những giò đơn cam còn sót lại ở trong vườn và mình sẽ chia sẻ cho các bạn để anh em sưu tầm trên mọi miền Tổ quốc biết được cái loài hoa lan này rất là đẹp. Nó là một trong 10 loài hoa lan đẹp nhất của Việt Nam. Màu sắc nó rất là rực rỡ. Đây màu không khác gì một cái lối đi như này đâu các bạn, rực rỡ luôn, màu cam. Đây là phát triển tại khu vườn mình thì rất là tốt và mình trồng hoàn toàn không phân bón. Như các bạn có thể nhìn thấy đây. Và giò đơn cam này mình chia ra làm 1 2 3 4 5 khóm. Giò này chia ra làm 5 khóm. Đấy các bạn nhìn đây. Một khóm bé bé như này. Đây là một khóm. Một khóm bé bé này thì mình sẽ để cho các bạn với giá là 600.000 đồng một khóm. Đấy. Cả một khúc cây này là anh em nào mà lấy thì mình để cho các bạn với giá là 2.500.000 đồng. Mình có 5 khóm. Và tiếp nữa đây cũng là một giò đơn cam. Đơn cam này thì cây này thì đẹp hơn, khủng hơn, to hơn. Mình cũng chia ra làm 1, 2, 3, 4, 5 5 khóm. 5 khóm đơn cam như này. Theo như mình thì các bạn nên lấy cả cục này thì sẽ rất là đẹp, rất là rực rỡ. Đấy, cục gỗ này rất là đẹp. 5 khóm này thì mình bán với giá là cứ 700.000 một khóm. Anh em nào lấy cả nguyên một cục này thì giá là 3 triệu đồng. Tức là rơi vào khoảng 600.000 một khóm, là 3 triệu đồng. Vâng, rất cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh em đã thường xuyên theo dõi kênh của mình. Mong rằng là những giò hoa lan của mình chia sẻ cho các bạn thì sẽ phát triển tốt trên mọi miền Tổ quốc. Và cũng nhắc với các bạn, đơn cam này thì về dưới các bạn, khu vực nắng ấm thì sẽ ra hoa đúng vào dịp Tết Nguyên Đán. Trên mình thì ra hoa muộn hơn. Anh em nào có nhu cầu sưu tầm thì hãy đặt hàng và chuyển khoản cho mình. Mình sẽ gửi hàng cho các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã thường xuyên theo dõi kênh của mình. Mong rằng là những giò hoa lan của mình chia sẻ cho các bạn thì sẽ phát triển tốt trên mọi miền Tổ quốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.